Xin chào mọi người, mình là Nhật Anh. Ngày mai bọn mình sẽ có một chuyến đi. Xin chào mọi người, mình là Nhật Anh, mình thuộc team Domwolves. Sắp tới, nghe ngày mai đấy, bọn mình sẽ có một chuyến đi Sa Pa. Thật là có nhiều kỷ niệm, mình đoán là thế. Cho nên là đón xem những điều tiếp theo nhé. Trong BB giải phóng, nhưng mà rất tiếc là còn một nhân vật chưa đến. Chúng tôi cảm rất bổ hủy và lo lắng. Ôi, chỗ này mình view đẹp thế nhỉ? Có đây này. Ở đây thì bác thường khuyên người đi du lịch thì đi đâu ạ? Nghĩa là ở đây nó có tour, là ví dụ như là đi cáp treo này, đi thác Bạt, đi thác Tình Yêu, đèo Vĩ Hồ, cầu Kính Đồng Mây, đó là nó cùng một cái cung đường đấy. Thế còn xuống ví dụ như là các cháu ở Cống Cà Phê đấy, còn nó thuộc bản Thác Cát thì đi bản Thác Cát, bản Nong Trải, bản Tà Văn, bãi Đá Cổ, cầu Mây để đi vào đường trong đấy. Thế còn quay ra đường ngoài, cái bến xe mà quay ra thì là nó có vườn hồng cổ rồi, ở sau chua rồi nó có vườn dâu tây, rồi hang động cà phê. Cách văn hóa Việt Nam để cơm bỏng à? Để trong cơm đủ à? Cái mới ra hôm qua vậy hay vậy? Bài hát à, con hãy bình phẩm về gói marshmallow của mình. Chưa được thử, chưa bình phẩm. Mai bọn mình có gì các con? Mai chúng ta có gì? Hôm nay á, chúng ta có thạch và marshmallow. Hey. What the fuck? Vậy bọn mình vừa mới đến chỗ homestay ở đây, gọi đâu nhỉ? Cái anh đây là đâu nhỉ? Đây là Sa Pa. Cống Cà Phê. Đây là Cống Cà Phê, đây là homestay mình mới đặt được. Thì em mình khởi hành từ 6:30, 2 giờ anh mình có mặt ở Sa Pa rồi. Và đến đây tầm gần 3 giờ rồi, anh mình vừa check in gửi đồ các thứ rồi. Đây, tiện thể anh mình, tôi dẫn anh em đi qua xem các view ở chỗ homestay này. Có gì nếu mà homestay này có muốn PR cứ liên hệ tôi, bố sẽ lấy giá rẻ. Đây, đây, đây. Ở đây căn bản là một view nhá. Đây, để rồi dẫn anh em lên vào phòng của tôi. Đây, đây ngay kia luôn, ngay kia luôn. Đấy. Ở đây còn có nhiều cà phê các thứ mà bọn tôi vẫn chưa đi qua, mới đến được thôi. Đây, đi, nhà anh đi. Dẫn anh em vào phòng. Đây, đây đường vào nó rất là kiểu tự nhiên nhá. Là sao? Nào, đây, chỗ anh mình ở đây nhá. Đây là anh mình của tôi đặt 6 người nhưng mà một người không đi nên chỉ có 5 người thôi. Thì chỗ cũng sạch đẹp, các thứ đây, vào đây. Bây tầm chiều rồi, anh tôi đến mệt quá nên là vừa đến nơi chưa kịp quanh nên đây coi như cắt qua bây giờ luôn. Đây, nhanh cho anh review đi. Đây căn phòng có 3 cái giường cho 6 người nhưng mà ngoài có 5 người thôi. Chào đi kìa Pime. Hello. Pime đang bận làm việc nên là không chào anh em được. Đây, của PTA. No, not gonna say hello. Anh em mệt quá nên anh em thông cảm. Đây, tối chiều anh mình hôm nay bọn tôi định dự kiến là ngày đầu tiên em ở đây thôi. Nghỉ ngơi anh mệt quá như là phần làm việc các thứ hết để bắt đầu ngày thứ hai, ngày thứ ba đi chỉ đi chơi không. Đấy, đây, đây cái view chỗ nướng tối nay anh em mình bọn tôi định ăn nướng ở đây này. Đấy, tôi chuẩn bị hết thịt thước hết thứ rồi, tôi chỉ việc quẩy thôi. Đấy, có gì bọn tôi xin phép anh em nghỉ tí, có gì tối bọn tôi quay tiếp kìa, bọn tôi chơi các thứ. One hour later. Chào mọi người, đi mẹ nhầm. Chào anh em. Đi mẹ. Chào anh em, bây giờ là 5 giờ chiều. Đây, theo như các bạn thấy, đây là 5 giờ chiều. Thấy chưa? Bọn tôi vừa nãy bọn tôi quay là tầm 3 rưỡi, 4 giờ thì bọn tôi có ở lại trong phòng chơi các thứ, hát hò vân vân. Thì bây giờ bọn tôi định đi tham quan chụp ảnh anh em các thứ tí. Ở trong phòng hơi tù quá. Đây, đi. Đây có Nhật Anh các thứ rồi. Nhật Anh là photographer thì các bạn biết rồi. Nhật Anh thì chụp ảnh thì khỏi nói rồi. Bây giờ bọn tôi đi chụp ảnh nhóm 5 người. Thì trước lúc mà trong phòng thì cả con với cả Nhật Anh cũng đã chụp ảnh các thứ hết rồi. Thì bạn muốn xem ảnh thì tí bọn tôi sẽ để up một vài ảnh của cả con lên cho các bạn xem. Đây, đi. Bây giờ chúng ta đi. Nó đi đâu hết rồi? Ở PTA đâu? Hoặc là lên đây ngồi chơi cũng được. Em chào. Đấy. Đi nhà này. Bây giờ chỉ ra đây xem thôi. Camera sai. Ngồi đây để cho bạn xem view. Đây chiếu view mẹ chiếu kiểu view đừng chiếu view này. Ôi, kìa. Mọi người xem view ấy. Mọi người xem view. Đây cho mọi người xem view, đây là view của Sa Pa nơi bọn tôi ở. Đây, còn đây là cái đấy, đấy chỉ đây. Còn đây là đường đi lên cáp treo. Đấy. Bây giờ anh em tôi đang đi bộ lên thành phố Hà Nội, hay là thành phố Sa Pa. Tôi đây là lần đầu và nói trước với mọi người là đây là lần đầu tôi làm vlog nên thông cảm tí. Có thể đây là lần đầu và có thể là lần cuối. Nên là em mong em thông cảm. Đây, tôi sẽ hay xem thành phố Sa Pa của bọn tôi. Tôi mới mua đất ở đây. Vừa mới ra ngoài bắt đầu về. Xe đắp nướng cũng phải bắt đầu 6 giờ. Tại đây cũng rất nhiều. Đi đêm nó vắng là ăn bên đông hơn mình nhiều. Ở đây đi vui. Sáng nó vui. Được rồi. Đây Nhật Anh. Đây. Nói đi, chúng ta đang làm gì? Bọn tôi bây giờ đang nướng thịt. Nhưng bọn tôi vẫn... Cái bữa sẽ bán nướng rồi. Bọn tôi quyết định tối nay ăn nướng, rồi bọn tôi tối ra ngoài, đến ra ngoài đi bar, đi bùng. Đi gặp các em. Đi gặp các em. Đi chăn rau. chăn mấy em gái bảo. Đây là Nhật Anh người... Chúng tôi là những businessman. Đúng rồi. Nhật Anh mới chia tay người yêu đã muốn đi bar để kiếm em mới rồi. Thật là một trái hư. Tôi nghĩ là mình nên... mình nên kiên trì khó. Khó đi. Rồi, vì mẹ đang rất chăm chỉ. Đang ẩm tấp thì các thứ giúp cho anh em. Trong khi các con trong nhà ngồi nhắn tin với cả trai. Nhắn tin với Viễn. Các con. Tại sao? Lại ngồi ăn hết marshmallow. Chúng ta để dành để nướng mà. Nhìn đi, đây là gói mới mà, what the fuck. Gói cũ đâu? Gói cũ thì anh ăn hết rồi. Tôi bảo nướng đi vào anh nướng. Oh, I don't know anything. Kệ nó đi. Đúng không? Nó rơi luôn rồi. Đây gói marshmallow cũ. Ông nhấc cái thùng rác ở đây gần đây. Hết sạch luôn. Có mỗi một cái. Than thì không lên. Thằng nhà anh nó còn nhét cái gì vào đây? Cái giấy vào. It's your idea. Your idea mày. Thôi nghỉ kệ. Đây khi nào bọn tôi ăn bọn tôi sẽ setup sau chứ chịu. Các bạn, bọn mình đã quay lại với series chờ đồ ăn để ăn. Sau bao công thì Pime đã làm hết mọi việc. Đã nướng được thịt bay bốc hơi này sau 1 tiếng. Uầy, nghệ thật. Vãi, nghệ thật quá, Pime. Mọi người hãy cảm ơn Pime đi, bởi vì nhờ Pime bọn tôi mà có thứ để ăn. Anh ấy sợ mình không ăn được ớt đàn ông nên là anh ấy cho mình ớt. Vãi, ông ấy khinh mình là ớt đàn bà nên không ăn ớt đàn ông. Tôi sợ anh ấy không ăn được ớt đàn ông nên là tôi cho anh ấy ớt này. Đây, Nhật Anh đã đi lấy hết đồ dụng của. Bây giờ bọn tôi cũng không được ăn. Bọn tôi nướng từ 7 giờ đến 8 giờ mới được ăn. Bởi vì ở đây làm ăn than chán quá. Chứ không phải do bọn tôi nấu ăn ổn vậy luôn. Chủ quan quá. Chủ quan mà. Tại gia đình ấy. Cái gì đấy? Đây, PTA đang làm mì tương đen. Tôi ăn để ăn này mới no. Mẹ sáng chưa ăn gì. Sáng dậy sớm. Hẹn 6 giờ, 5 giờ 45 anh em ra hết, không được ăn sáng. Trên xe không được ăn. Gia Linh ăn nửa bánh mì còn lại. Đâu ra? Pime ăn hết một cái bánh mì mà. Lại là chín quá. Đây. Đây bọn tôi nướng xong rồi. Khi nào bọn tôi xong bọn tôi sẽ quay cảnh bọn tôi ngồi ăn. Ngồi anh nó trò chuyện với nhau, ngồi ăn các thứ. Đây là mới đang chuẩn bị setup thôi. Một tí bọn tôi ăn xong là bọn tôi sẽ tắm rửa và đi pub với bar. Không biết là rời muộn không nhưng mà bọn tôi sẽ chắc là đêm nay không ngủ. Ngày mai bắp ngủ bù. Từ ngày mai chụp ảnh. À thế nhỉ? Quên. Thứ hai ngủ bù. Thứ hai chúng ta ngủ bù. Kép ăn cái thì mày chạy nhanh hả? Đúng rồi. Ăn xong ta có sức sống hẳn. Đây mẹ tôi xem bừa bộn cái giường của tôi. Bạn bè anh em các thứ ngồi lên phá. Cái đầu buổi. Bẩn không? Này nhìn này. Đàn này. Cái mic này. Cái đầu buổi. Chơi board game xong không dọn này. Nhật Anh còn... Đây. Vào làm cái gì ấy, nhắn tin với gái. Là lý do làm việc, cứ nhắn tin với gái ngồi cười, chăn rau. Chăn mấy thằng đàn ông à? Đâu, chăn với em Sa Pa, nhiều em ngon lắm. Kinh. Thế bắt em nào chưa? 3 vòng đầy đủ, tối nay đi pub. Đúng rồi. Đây là vali của tôi hơi bận, hơi bừa tí. Đây vali của mọi người. Omachi té ra quần không? Omachi à? Đây mẹ cho anh em xem vệ sinh đẹp vãi lồn nhưng mà đã có khóa cửa rồi. Đây, địt mẹ cái gương địt mẹ chất lượng vãi lồn. Là mẹ đẹp trai vãi lồn đây. Gương này địt mẹ ảo. Các thứ này tí em mới tắm xong đi pub đi bar các kiểu. Hoành tráng luôn, tí mẹ làm quà. Chụp ảnh anh em mặc quần áo đi bar. Lạnh vãi lồn địt mẹ. Lạnh cái gì, mang quần áo còn gì nữa. Mẹ biết thế lạnh này mẹ mang mẹ cái kiểu mang vét các thứ đi. Mẹ đi bar mẹ khỏi nói khỏi chê các em ra. Anh ơi em xin số. Nhờ Nhật Anh nhờ. Mang 2 bao mà. Kinh. Nhật Anh còn mang bao cao su cơ các bạn ạ. Đây để tôi xem nhá. Đây là cặp của Nhật Anh này. Mọi người không biết cho đến khi Nhật Anh tự nhiên lộ diện cái bao cao su đâu. Đây từ. Đâu à? Mất mẹ. Ngoài cùng á? Đâu? Ngoài cùng có gì nữa? Ngoài cùng á? Lúc đầu bọn tôi thấy ở đây cơ. Nhưng mà hình như Nhật Anh lại lôi ra dùng rồi. Tôi không biết đâu. À đây. Đây. Durex của Nhật Anh này. Đi chơi với bạn con trai biết sao bằng bao cao su đi ạ. Không hiểu luôn. Loại thường cho bằng chim bé nhá. Thì tại tôi béo tôi gầy đi nó lên đấy. Không sao, 17 à? Trung bình của người đàn ông Việt Nam mà không sao. Ngày xưa là mình bị hẹp bọng cái đầu các bạn ạ. Thế là chim nó không phát triển được hoàn toàn sức mạnh của nó. Lý do. Chứ không là cũng phải 2 cm đấy. Đấy phải 2 mấy đúng không? Chẳng có hẹp bọng cái đầu. Sau đấy bao nhiêu thời gian đến tận thi đại học xong mình mới cắt thôi mẹ. Thế là mất khoảng mẹ 12 năm à đâu. Gần 17 năm để nó phát triển. Đấy, bây giờ nó tung hỏa mù, bây giờ nó sức mạnh nó bay vù lên này. Nhưng mà nó vẫn không được như ngày xưa. Không được như ngày xưa. Bé hơn hồi xưa. Ngày xưa nó còn bé hơn. Đấy, đấy nhá. Đi với khèo bọn tôi ăn tôi quay tiếp. Chứ để mẹ chờ hơn tiếng rồi vẫn chưa xong rồi. Thấy không? Quay từ 7 giờ đã quay một cái clip, đã chuẩn bị set up đồ về 8 giờ hơn rồi. À, anh em vẫn đang tìm hiểu mì, nấu mì biết các kiểu vẫn chưa xong. Chưa ngồi để bàn ăn nhậu với nhau các thứ. Thấy không? Nướng đéo có gì. Nhà anh có gì muốn nói không? Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Xin nhớ các bạn, tôi vừa nói 5 phút trước, 15 phút sau tôi có đồ ăn rồi. Đây, giới thiệu các bạn đồ ăn. Ở đây là toàn các Michelin chef mà. Đây là mẹ toàn xin giới thiệu, đây là Michelin chef 3 sao cá con. Michelin chép nướng pime 10 sao. Tao tay nghệ chiếu tay nghệ lật. Ôi! Đỉnh mới đi ạ. Ông dùng cái mic vỗ tay đi. Đây các bạn chờ đi. Tôi vỗ tay lại. Các bạn nghe nhá. Nào. Nào, giới thiệu lại nào, giới thiệu lại nào. Đây là anh Pime Michelin 10 sao. Đây là màn lần BOOM. Đây. Chuyên gia nấu mì, cá con với cả PTA. Michelin 1 sao nhá. Đây, giới thiệu đồ ăn thì giới thiệu. Hôm nay bọn mình ăn đơn giản thôi. Nói chung là toàn món ăn của vua chúa thời xưa cả. Vua chúa ở trường Bách Khoa. Ngon đấy. Ngon luôn. Ngon. Đây không? Vỗ tay. Ngon không lấy tiền. Bây giờ là 10 giờ tối. Sau khi chờ 6 thằng đi tắm, à nằm 5 thằng đi tắm, nhà anh đã đi ngủ. Đâu mới có 4 thằng tắm. À 4 thằng tắm. Tay vẫn phải cầm bao cao su. Anh em đã chuẩn bị hết tinh thần tắm rửa đi ba, Nhật Anh không có đổi quần áo phải mượn của anh em. Nhật Anh đang ngủ. Tôi là Trang Ngoan chúng ta đi vào pub. Trai Việt đi vào pub. Vẫn ngủ. Ôi đất. Wow, tôi thích chỗ này. Anh thương em nhất mà. Cớ sao bây giờ lại về chia xa. Anh yêu em nhất mà. Cớ sao bây giờ lại về. Từng giây giấc ngày ấy vẫn buồn bền nguyên tình mình từ mây bay lời theo gió nhẹ trôi tiếng yêu đầu môi đôi tàn nào ai. Chào anh em nhá. Bây giờ là 11:06. Đây thanh niên này, thanh niên ngủ này, ngủ con mẹ 2 tiếng rồi. Hẹn anh em đi 1 giờ đóng cửa con mẹ rồi. Bây giờ vẫn ngủ rồi, giờ mới dậy rồi. Tay cầm con đầm các thứ. Anh em gọi mãi mới chịu dậy. Còn đấy thêm cả Pime. Giờ mới tắm xong. Đây bây giờ anh em tôi đi bar. Tí làm vài quả shot ảnh. Choáng em. Bây giờ bọn tôi đang đi bar. Đang đi bộ từ homestay lên BB Hotel đến bar tầng cao nhất. Bar hoặc bóc cái đéo gì đấy. Mẹ, quan trọng là mẹ thằng Nhật Anh nó quên mang camera nên tôi để dùng điện thoại. Nên thằng lồn Nhật Anh rồi. Nhật Anh. Yeah. Thằng lùn. Hello man, I'm thằng lùn. Đây, đây là các con bartender giấu nghề. Đến đấy, các con đến đấy thể hiện trình skill sóc đũa, sóc nước các kiểu, lắc 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 lắc. Tại vì các con ở nhà lắc hơi nhiều. Thấy mỗi lần tôi sang là có mấy cái tượng đống sập giấy. Không ai được nhiều giấy thế mà nhỉ. Cũng may là homestay nó gần, là địt mẹ đi cũng không sao lắm. Chỉ tội là mệt phát luôn, hết mẹ sức rồi. Thì mẹ tuy nhiên bị đau bụng. Nó bị đau dạ dày trái. Mẹ. Rồi tí tôi đến cho anh em xem cảnh view BB Hotel. Khách sạn cho những thằng fuckboy fuckgirl. Nhất là tầng cao nhất. Đấy là tầng bọn tôi đang đến. No. Let's go. Tầng mấy nhá, xem tầng mấy lại này. Tầng 5, let's go. How to coffee. Chào anh em. Chúng ta đang đi bar. Vime đi bar anh em ạ. Nhạc sư địa sập sình rồi này. Anh em nghe thấy không, tôi đéo biết nhưng mà tôi nghe vãi lồn. Vime nói gì đi. Sao lại hư thế? Sao lại hư? Tôi đang ở đâu vậy? Em đang ở đâu vậy? Đây rồi mẹ. Để có một cười anh xem. Đây rồi đấy. Mình rất thứ là hư hỏng lắm. Lúc hỏng có kiểu đi mẹ. Tôi đéo ngờ Vime luôn. Đi chỗ này Vime. Tại sao? Hello. Hello anh em, bọn tôi đang chuẩn bị chơi trò. Trò gì nhá? Cho anh hạ bản thân này. Drinking game. Drinking game này các bạn. Bọn tôi không uống rượu, bọn tôi chơi những thứ đó. 4 năm. Ok, bọn tôi sẽ bắt đầu. Tạm biệt anh em. Mình phải chơi hết cái tập bài kia. Chưa thấy nhá. Chưa thấy. Ok anh em, đây là ngày thứ 2 của tôi ở Sa Pa. Hôm nay bọn tôi dậy sớm. Anh em hẹn nhau 8 giờ dậy ăn sáng các thứ. Tầm 8 giờ dậy đánh răng rửa mặt các thứ là tầm 9 giờ đúng không? Rồi em 9 giờ lên đây nhá. Đây là cà phê ở chỗ homestay của tôi. Ngồi ở đâu? Đấy, của tôi tầm 9 giờ đã lên đây ngồi các thứ, gọi đồ ăn các đồ các kiểu rồi. Uống gần hết mẹ cốc cà phê đây rồi. Mẹ bây giờ là 10 giờ mới có đồ ăn. Của tôi gọi 4 cái bánh mì chảo với một cái bát mì. Đây mình nhìn bát mì này. Đây bát mì miễn phí ở homestay. Chứ chắc miễn phí không bro? Chứ chắc miễn phí không? Đây bát mì này bọn tôi tự làm được nhưng mà không biết tại sao bà con chọn bánh mì ngon hơn. Vì cái con đói quá nên chấp nhận. Tí bánh mì chảo đến thì anh em có thể tôi review cho anh em bánh mì chảo luôn. Nếu mà không ngon nữa thì chắc là bọn tôi sẽ sao món ra. Rồi. Nhìn đây. Đấy. Pime phải ăn. Pime đói quá, Pime còn phải ăn ké, mỗi cái nấm mỗi con ké. Too bad. Never come here again. Vùng có đồ ăn. Đây bắt bánh mì chảo. Tôi review luôn. Nhật Anh đang ăn này. Ngon không Nhật Anh? Chảo. Trải nghiệm bánh mì chảo ở Sa Pa đây. Cầm được 6 điểm. Xúc xúc cắt 4 miếng. Ngoài một nửa rất là mỏng. Nhìn được cái mẫu trình bày đẹp thôi nhỉ. Mình mới xúc xích được mỗi 1/4. Tại sao nó lại ăn với bánh mì ấy? Tại sao người ta phải ăn bánh mì? Mấy cái chảo đấy, bởi vì cái chảo nó cần phải có sauce. Where's the lamb sauce? Đúng rồi. Where's my lamb sauce? Không có sauce. Dù chết đói nhưng mà chúng ta chấp nhận có thứ nhét vào mồm là được rồi. A few moments later. Chào mọi người. Bọn mình giờ đang đi tham quan Sa Pa. Vào lúc 1:30 chiều, bọn mình đã ngủ từ... Ơ chết bỏ qua đi. Giờ bọn mình đang đi đến nhà thờ đá. Sau đấy là một cái hồ gì đó mà to bằng người trúc bạch. PTA nói thế. Ok các bạn, bây giờ 3:30 chiều. Bây giờ bọn tôi vừa ngồi ở Phạm Cà Phê xong, Nhật Anh cũng quay vài scene nổi tiếng cho em xem. Bây giờ bọn tôi đang lên núi Hàm Rồng. Đây là sở thích của Pime. Thì chắc bọn tôi không thích đâu. Nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt của Pime nên bọn tôi đi thôi. Nhà Nhật Anh nhỉ? Đúng rồi, nên bọn lên đây chụp ảnh các kiểu check in, đăng Insta các thứ. Thế là phải lên đỉnh để chụp nhiều thứ. Nên là đây, Pime. Vậy nó lý do vì sao ông muốn bọn tôi lên? Con lên Sa Pa thì phải lên núi Hàm Rồng chứ. Ông phải nói lý do chính đáng hơn chứ. Ông thì chẳng lẽ lại ở quanh thị xã chán lắm. Đúng rồi. Bây giờ đỉnh này, một tôi sẽ trèo lên từ một bậc thang lên kia. Hello Pime, chào Pime. Tôi có Pime Caramel mới. Chưa giờ đủ cả. Nào chúng ta bị bóc phốt. Nó đáng đấy. Bị bóc phốt rồi nhá. Quay lén rồi. Đâu. Cả gói sức cũng không bằng cái thứ. Mickey vừa đứng ở dưới ở chỗ kia nhìn lên. Ông có muốn nói đôi lời gì không? Chào bạn. Mình đang ở Cầu Mây. Đây là sân mây. Đây là các bạn thấy thành phố Sa Pa. View rất là đẹp. Còn kia là tháp Eiffel. Eiffel Sa Pa. Đẹp vậy. Giờ bọn mình vừa đi dưới đây này. Chị kia. Đấy, vừa đi dưới đây tầm nửa tiếng trước và lên đây rồi. Và bọn mình tí về quay lại rồi, tối ăn uống các kiểu, tối đi chợ đêm, đi bar. đẹp vãi, không đùa. Đông quay. Nó không như bọn tôi mong đợi lắm. Tôi thấy chợ đêm ở Hà Nội vẫn hay hơn. Nếu nhớ chợ đêm Hà Nội là gì? Samsung, iPhone, Oppo, Vivo, vân và vân vân. 39.000, 39.000 giá rẻ là hết. Rồi mắc em chậm chéo em ơi. Để review mọi chuyện sau khi bạn được vào tham quan chợ Sa Pa. Chào các bạn, đây là lần đầu tiên mình đến chợ Sa Pa ấy. Mình cứ tưởng nó phải to, dài lắm, nhiều đồ ăn chất lượng các thứ, nhưng mà đi được có 5 phút là đã hết mẹ cái chợ rồi. Cái đéo có mẹ gì ngoài mấy cái xiên bẩn thôi. Sợ. Tôi thấy ăn xiên giảng võ các thứ ở cổng trường ngon hơn. Thế là bọn tôi đi qua nhìn ngắm cho vui thôi, chứ không có ăn uống gì cả. Bây giờ đang đi cà phê ở BB Hotel. Nhật Anh sẽ đi gặp bạn thân khác giới. Bạn thân khác giới nghỉ rồi. Tối nay Nhật Anh đã định nói với tôi là dù bạn thân khác giới ra cà phê, xong có gì bạn lâng quá thì dẫn bạn về nhà tối năm chuyển và nháy. Mà có cả áo mưa luôn hả? Thấy Nhật Anh còn mang cả áo mưa cơ. Như các bạn đã thấy mấy cái scene tôi quay từ hôm qua, đã thấy Nhật Anh đi ngủ cầm mấy cái bao cao su rồi, là các bạn hiểu đấy. Nhật Anh đã tính cả từ trước là đi chơi sẽ gặp bạn thân mà giấu anh em. Nên là giả vờ là coi như bạn thân bất ngờ đến, nhưng hóa ra là biết bạn từ trước rồi, để hẹn tối bạn ấy đi bar đi bùng, bạn ấy say bắt đầu làm vài nháy. Nên anh giấu ấy lắm. Nhờ đến anh à? Good luôn. Okay, sau một thời gian bọn mình quay rất nhiều scenes về cuộc hành trình của bọn tớ, thì chúng ta sẽ bắt đầu với việc phỏng vấn các cá nhân. Sau khi nói chuyện với cá nhân Mickey quá nhiều, chúng ta sang cá nhân Pime quay đây. Ông cảm nghĩ gì vì việc hôm nay được đi Hàm Rồng với các bạn? Hàm Rồng rất vui và đẹp. Ok. What? Nhiều đấy mà. Đi bộ khá mệt nhưng mà đúng là đáng thật. Sao dần nói bật đơn. I'm very direct. Hello. You can take picture with you. Second day, bro. What about you, các con? I think it's very thú vị. Thú vị like what? Like very đáng tiền. You không được mở hết secret location mà. Okay, okay. A comparison between still đáng tiền. Your crush and the Hàm Rồng. What do you think? What is more beautiful? Hàm Rồng thì còn đưa ông lên đỉnh được, hiểu không? Hàm Rồng is better. But your crush not. Yeah. What about you, PTA? You stay home. You don't go with us. Tôi có thể để dành lời review sau được không? Chỗ này đông quá. Đấy. Ok. Hello mọi người, là mình đây. Mình giờ đang đi tìm quán cà phê thích hợp để ngồi chill vào đêm cuối cùng của bọn tớ tại Sa Pa. Chill. 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 Như bạn thấy, uầy, mẹ cơ động đang bắt xe khổ vãi lột các bạn ạ. Thì các bạn, tôi đéo đùa đâu, nhưng mà cơ động mà các bạn. Cơ động Sa Pa bạn ạ. Các bạn muốn xem cơ động Sa Pa không? Mình quay nhẹ nhẹ các bạn xem nhé, các bạn đừng... Ôi sợ bị bắt quá. Ui vai lìn, sợ chưa? Uầy. Uầy. Không quay nhưng mà sợ công an có bắt tôi không? Uầy. Quay chưa tóc rồi. Uầy sợ ghê. Oh my god. They got hot guys. Ồ, vì một lý do nào đó khi chúng tớ quay thì chúng tớ lại bị mờ màn hình các bạn ạ, tôi không hiểu được. Còn đây là một aura khác. PTA, can I ask you something? What? What? Yeah. What did you expect trước khi chuyến đi này xảy ra? Trước khi những ngày này đã xảy ra. I expect we drink like fucking motherfucking lot. But why we don't drink? We sim. We wish. We sim. We wish. Các con, what did you expect from this trip before we went today? I didn't expect anything. You didn't expect anything? Yeah. Why? Người em không expect that we have much more these fun. Thực ra thì Sa Pa trong lòng tôi luôn có một vị trí rất là đẹp. Nhưng mà Sa Pa lần này hơi dốc. Mickey. Hơi nhiều cardio. Mickey. Ông nghĩ gì về chuyến đi này? Chưa phải là cái clip cuối cùng đâu, nhưng mà anh nghĩ gì chuyến đi này? Tôi rất cảm động. Đây là lần đầu tiên tôi đi với các anh em. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy được sự tình bạn, sự đoàn kết gắn liền trong một cuộc phiêu đi chơi. Như sống như lồn. Tôi thấy tôi rất biết ơn vì các bạn như là Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Tấn Dung, Lê Đỗ Điền Anh. Lê Đỗ Điền Anh à? Hay Lê Đỗ Điền Anh? Lê Đỗ Điền Anh phát như. Cảm ơn các bạn vì đã là một phần trong cuộc đời của tôi. Oh my god, that's so touching. Tôi cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng tôi trên những chuyến đi này. Bây giờ bọn mình đang đi ra một cái hồ gì đấy, mình không biết tên. Tên là gì PJ nhỉ? Đó là hồ gì đây? Để là cái gì? What? Phi Thanh what? Bể trong bể cá là cái gì? Fish tank. Fish tank. Thật. Lần đầu tiên là tôi thấy là lần đầu tiên đi Sa Pa phải mệt thế này, đi bộ hơi bị nhiều. Đó tôi nghèo quá mà tôi tiết kiệm chi phí. Nên là mong các bạn ủng hộ tôi qua donate link ở bên dưới. Bọn tôi never skip a leg day. Đúng rồi. Bọn tôi đã đi bộ có khi phải gần 10 cây nhỉ? Thành phố mất 5 cây rồi. Mất nửa tiếng mà ngày nào bọn tôi cũng đi. Phải ít nhất 3-4 lần. Xong bọn tôi đi núi leo núi rồi phải bận tầm 8-9 cây. What the fuck? Đi mất phải 4-5 tiếng. Nên mỗi ngày bọn tôi ở đây đi tầm 20 cây. Nên là bọn thấy là tôi là không đi tập gym cả, bọn tôi đi bộ cũng là tập rồi. Nên là bọn tôi hết chi phí để làm content cho các bạn, nên các bạn phải donate cho bọn tôi ít nhất là 1 tỷ đồng. Bây giờ bọn mình đang đi ra một cái hồ gì đấy, mình không biết tên. Tên là gì PJ nhỉ? Đó là hồ gì đây? Để là cái gì? What? Phi Thanh what? Bể trong bể cá là cái gì? Fish tank. Fish tank. Thật. Lần đầu tiên là tôi thấy là lần đầu tiên đi Sa Pa phải mệt thế này, đi bộ hơi bị nhiều. Đó tôi nghèo quá mà tôi tiết kiệm chi phí. Nên là mong các bạn ủng hộ tôi qua donate link ở bên dưới. Bọn tôi never skip a leg day. Đúng rồi. Bọn tôi đã đi bộ có khi phải gần 10 cây nhỉ? Thành phố mất 5 cây rồi, mất nửa tiếng mà ngày nào bọn tôi cũng đi, phải ít nhất 3-4 lần. Xong rồi bọn tôi đi leo núi rồi phải bận ở tầm 8-9 cây. What the fuck? Đi mất phải 4-5 tiếng. Mỗi ngày bọn tôi ở đây đi tầm 20 cây. Nên là bọn thấy là bọn tôi là không đi tập gym cả, bọn tôi đi bộ cũng còn được tập rồi. Nên là bọn tôi hết chi phí để làm content cho các bạn, nên các bạn phải donate cho bọn tôi ít nhất là 1 tỷ đồng. Đây, bọn tớ đã đến hồ. Dù tớ không biết đây hồ gì nhưng mà bọn tớ đang đi rất là thoải mái và nước rất là mát. Với sự hiểu biết của tôi ấy, tớ không biết nó là gì đâu, nhưng mà thấy có đường đi bộ, cả hồ này tôi thấy rất giống là hồ Gươm của Hà Nội. Nên bọn tôi tạm gọi là phố đi bộ Sa Pa. Nên là nếu tên hay quá thì bạn đừng copy á, bởi vì tôi vừa nghĩ ra ấy. Nếu mà các bạn copy là bọn tôi cho đánh bản quyền là đánh giá có 1 tỷ ấy. Đây, các nhà nghỉ, các kiểu cạnh hồ, nhìn trông đẹp phết. View này mà... tối mà ịch nhau hay đấy. Nhưng mà nhìn bên ngoài trông rất là hoành tráng, ở bên trong chắc là cũng tầm 2-3 sao thì bọn tôi cũng chẳng muốn đâu. Nhìn về chỗ homestay bọn tôi cũng có view đẹp các kiểu, chất lượng. Nên là tôi rất cảm ơn Cống Cà Phê đã ủng hộ bọn tôi. Rất cảm ơn anh Kỳ. Cảm ơn anh Kỳ đã sponsor cho bọn em trong chuyến đi này. Anh Kỳ là một chủ của Cống Cà Phê. Anh rất là nhiệt tình. Bọn tôi cần gì anh ấy luôn giúp. Anh ý là người Hà Nội chứ không phải người Sa Pa các bạn. Anh ý nhà tôi Đức Thắng, Trương Yêu. Trương Yêu các bạn ạ. Các bạn có thể Thắng. Mà nhà tôi ở Hoàng Cầu, biết cách nhau chắc tầm 50 m. Chưa, anh học ở Đống Đa các bạn ạ. Học Đống Đa giống thằng nào đấy không biết. Mà rất là cảm ơn anh Kỳ. Nếu anh xem được video này thì em rất là cảm ơn. Mong lần tới em mình lại gặp nhau, em quay lại Cống Cà Phê ủng hộ anh. Cứ đi. Đâu? 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 Đi đi kéo kéo nào. Đây là áo đại bà các bạn ạ, đại bà cái xóm mình không thấy. Mickey múa đi. Kiểu Pime, giới thiệu điệu nhảy của ông đi. Đây là nhạc thức của Pime các bạn ạ. Nhạc của Vọng Bibu các bạn ạ. Đây nhạc của Pime. Chào các bạn, bọn mình đang ở Scarlett. Pime hoặc Gia Linh hay nói gì về nơi này cho bọn tôi nghe nào. Sắp đi bay đi bò. Đây là lần thứ 2 của tôi ra. Nếu thật thì cà phê ở Sa Pa nó cũng ổn, tùy chỗ, mà đây vẫn là nơi yêu thích của tôi. Đi nào nào các bạn. Trừ với cái thang máy nó chật, tôi chưa bao giờ thấy thang máy chật như này. Đúng, tôi đầu tư thang máy nhỉ. Thật đấy. Thang máy chỉ cho 5 người. 300 mấy cân mình cũng mình vừa 5. Trước khi chúng ta làm việc thì có ai muốn ra ngoài không? Đây. Mưa thế nào ấy? Mưa không phải mưa. Tương mùa. Mưa đéo thế. Trông như kiểu xáo phong cho Nhật Anh. Giờ buổi sáng cuối của bọn mình ở Sa Pa. Mickey có lời gì không? Tôi nói là tối qua bọn tôi đụ nhau hơi lâu. Chơi từ ra ngoài 12 giờ. Rồi thức anh em thức đến 4 giờ. Xong rồi bọn tôi hú hí nhau tâm sự tuổi nồng. Xong rồi hẹn nhau là 6-7 giờ sáng sớm đi chụp ảnh, nhưng mà bọn đéo dậy. Ăn sáng bây giờ cũng đéo được ăn. Thì bây giờ bọn tôi trưa định ăn chỗ gì ăn no luôn để tối về là vừa. Xong rồi đây thằng Nhật Anh, nếu các bạn muốn xem clip hay của Nhật Anh tối qua lúc say thì bọn tôi có ghi lại vài khoảnh khắc của Nhật Anh. Đang chơi thì anh lăn ra ngủ. Xong rồi lúc anh ngủ anh còn ngáy, xong anh còn múa. Xong rồi thì bọn tôi quay hết clip rồi nên bọn tôi tí up luôn ở bên cạnh màn hình. Nên là nếu ai muốn xem thì đi bảo Nhật Anh ghép vào, nếu mà anh không ghép thì thôi, tôi cũng chấp nhận thôi. Người kia kìa, mọi người dậy gần hết rồi, bọn tôi đang chuẩn bị dọn phòng. 11 nửa tiếng nữa trả phòng rồi. Don't get me on camera. I'm camera shy. Tiếp theo là PTA. Do you have any feeling after this? Fucking nothing to say. You can. Bạn có thể thấy đôi mông, bờ mông Mỹ của PTA. Cái con đêm qua của người anh em thế nào? Đêm qua khá là vui. Và đây lần đầu tiên tôi đi mà không cũng đi cùng gia đình. Tôi thấy khá là vui và chung là đáng tiền cho những trải nghiệm mà mình đã qua. Mặc dù chưa đi hết. Trải nghiệm đáng tiền nhất là gì? Tiền nhất là đi núi Hàm Rồng. Có thể nói là if you done, you little piece of shit. You little piece of white shit. Pime. Pime. Pime ơi. Pime. Say bao đêm qua của bạn. Đang một con đuôi quay gì? Oh shit. Stop, stop. We see bờ mông Mỹ number 2. Stop, stop. What? Yeah. 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 Mọi người, bọn mình đã gần đến những giây phút cuối cùng của buổi đi chơi với những bồi hồi và trầm cảm. Buồn lắm. Còn mình không biết PT có trầm cảm không, nhưng mà cần lập lời thề ước nguyện luôn. Đứng quanh một vòng tròn. Lập lời thề tình nghĩa anh em. Hello các bạn, bọn tôi đã check out rồi và bọn tôi đang đi ăn. Bữa ăn cuối cùng tại Sa Pa. Đã ăn gì hôm nay? Hôm nay bạn ăn gì? Linh ơi, mình đi đâu thế? Sa Pa. Hai bữa tiệc đều ăn mì tôm với salad, khoai tây nhưng mà pizza nhỏ thì mình có 1 bánh.